Hello anh em, hiện tại đang bán anh trai quả đèn máy xúc anh em nhé, chuẩn chỉ luôn này, 250 anh em nhé. Con này thì nó là máy xúc các bạn ạ, con này có công tắc ở sau luôn này, rất hay luôn. Đèn này nó dạng như là giống đèn Nhật các bạn ạ, nhưng mà Trung Quốc nó làm rất là đẹp. Chú ơi, tôi công tắc rồi các bạn ạ. Đây công tắc sau này, con này dùng bóng H3 anh em nhé, con này dùng máy xúc rất là hay luôn, lắp vào cầu cái thứ. Đấy, hiện tại đang bán 250 con này các bạn nhé, 250, đẹp rất là đẹp luôn. Đây đang thử cho bác cái tay các bạn. Đây luôn, đây luôn, tay vừa mát mà, đấy, đẹp đẹp đi đây như này luôn. Đây, sổ chụp đèn đầy đầu trả lấy số rồi anh ơi. Đây. Cho em phát, em cảm ơn anh nhiều. Anh vẫn là cốp cho em nhé. Anh em nhớ ủng hộ mình nhé.